Bà tư bán hàng có bốn người con. Thằng hai đã lớn, ba em hãy còn học theo các trường nhưng đã thành khôn. Năm lạc lọt kia trong nước Việt Nam, mấy con của bà đều lên nối đường. Đầu quân chiến trường theo chí người dân, đem thân lên đường xông pha chiến trường. Đầy lòng bỏ xa gia đình từ đó, kiếp sống tung hoành quên thân xác mình. Thằng mong ước thành công lớn về sau, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Suốt ba năm liền bà tư mẫu hiền, ngày đêm khấn nguyện cho mấy người con. Bà tư nóng lòng đem nhớ đàn con. Gần đây vài tháng con nghe tin đồn, người con lớn bà đang sống ngoài xa. Nhân cuộc hành binh tháng 9 vừa qua, đứa con của bà chẳng may mắc nạn, ngày nay đã nằm trên chiến địa xa. Đem tin hung về người kia lỗi thề, vì người con trai ước rằng khi chết chớ nói cho bà tin anh vĩnh biệt, kẹo đem nói thiệt thân mẫu tủ thương. Anh để một thư nhờ người gửi đi, chiếc thư mong chờ ngày sau nước độc lập con sẽ gặp mẹ đứng chờ con. Tư thắp đèn cầu khấn người con, bà xin cho mấy đứa em hãy còn ở trong núi rừng anh dẫn về cho. Xong một ngày kia ba lá tình tư nói con bây giờ đường xa cách trở, vậy xin kính thờ đôi chữ bình an. Thương con bao tình đem ba tấm hình, bà thề nguyện dâng con mình cho nước. Thân con lưu lạc mẹ xin phó mặc, đời con muốn đặt tổ quốc ở trên. Thứ rằng mẹ xin thành mẹ Việt Nam, có con xa trường chỉ mong ước rằng ngày sau nước còn công ấy nhờ con. Nguyện dâng tấm lòng mẹ vẫn chờ mong, để đàn em bé mai sau nhớ rằng đời con đó là tất cả tình thương. Sau ngày lìa nôi đến nấm mộ hoa, đã sinh con rồi là thương suốt đời, mà thương mến cả lầm lỗi của con. Qua bao nhiêu thời cam go ngóng đợi, từng thằng con qua bao mùa chinh chiến,
y con trở về Cam Go đã nguội. Chỉ còn con người sống sót mà thôi. Thương về Việt Nam hàng vạn thằng con đã hy sinh đời bao qua chiến thời. Mẹ xin nhắn lời tưởng nhớ từng